Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình. Nếu như hiện tại mà quý anh chị có nhu cầu một chiếc xe gầm cao 7 chỗ mà chưa biết lựa chọn chiếc xe nào thì hãy nhanh đến sàn ô tô Mỹ Đình, địa chỉ số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Bên em đang về rất nhiều những mẫu xe gầm cao 7 chỗ, từ máy xăng đến máy dầu đều có đủ cả. Những chiếc xe siêu lướt đang chờ để phục vụ quý khách hàng. Trước mắt quý anh chị là một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ rất là đa dụng, máy dầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc Kia Sorento. Và ngoài ra thì bên em còn rất nhiều những cái dòng như là máy dầu như là Hyundai Santa Fe. Bên cạnh là một chiếc Honda CR-V. Tiếp theo đó là một chiếc Mazda CX-8. Phía trong kia thì em còn có cả Fortuner. Rất nhiều mẫu xe 7 chỗ để giới thiệu đến quý anh chị. Và ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái mẫu xe Kia Sorento máy dầu bản full, sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất kem và xe lăn bánh đúng 1.9 km, biển số thành phố. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người đi vào chi tiết chất lượng của cái chiếc xe này. Về phần đầu xe thì tất cả phần cản cũng như là phần đèn pha rồi rửa đèn pha, một thiết kế rất là đẹp của Kia dành cho Sorento. La răng 18 inch, lốp theo xe còn rất là dày và nguyên bản. Tất cả phần cánh cửa cũng như là phần thân vỏ còn rất là mới. Sơn zin của chiếc này còn đến 98% nha mọi người nhé. Đây là cụm đèn hậu full LED này. CRDI tức là thể hiện cho động cơ diesel. Còn đây chính là cái khoang hành lý của cái chiếc Kia Sorento này. Tất cả cái phần nhựa nó còn rất là mới nha mọi người nhé. Khoang hành lý cũng rất là rộng rãi. Nội thất thiết kế màu kem giúp chiếc xe trở lên rất là thoáng và rộng. Tất cả phần ốc, cốp cũng như là keo chỉ của cốp thì em đã kiểm chứng rồi, tất cả nguyên bản, không có dấu hiệu gì là đã va chạm. Đây là phần ni lông mà chủ xe còn chưa bóc nhé mọi người nhé. Đó, rất là mới, 1.9 km thôi ạ. Kia Sorento thì có sở hữu chung cái phần động cơ cũng như là phần khung gầm chung với Santa Fe, nhưng giá thành của Sorento thì cực kỳ là hợp lý và hấp dẫn. Và bây giờ thì là khoang nội thất của chiếc này, Kia Sorento này. Đó, ghế da màu kem căng đét luôn ạ. Tất cả đường kim mũi chỉ nguyên bản, rồi cửa sổ trời toàn cảnh. Option rất là nhiều, miên man cho mọi người dùng. Đến với cái khoang lái của chiếc xe này. Phần keo chỉ cánh lái, rồi táp vi cửa cũng vậy, rất là mới. Xe được trang bị rất nhiều option như là ghế lái thì được nhớ ghế hai vị trí, rồi ghế lái chỉnh điện, hai ghế chỉnh điện. Option rất nhiều cho mọi người sử dụng. Tiếp theo thì em sẽ mời mọi người đến với cái khoang động cơ của chiếc xe này. Xe Sorento được trang bị động cơ 2.2 máy dầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả khoang động cơ của chiếc xe này đều nguyên bản, từ những con ốc rồi đến những chi tiết ốc capo cũng như là đường keo chỉ của capo. Nếu như có nhu cầu về một chiếc xe máy dầu tiết kiệm nhiên liệu 7 chỗ gầm cao thì hãy đến ngay với sàn ô tô Mỹ Đình bên em để trải nghiệm, lái thử và cảm nhận. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 895 triệu đồng và có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Và tất cả xe bên em bán ra sẽ cam kết bằng văn bản cho quý anh chị chất lượng xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hồ số nguyên bản. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em.